sao mà thờ ơ anh Khải? Thẫn thờ người à? Bị gì à? Anh đứng xa tôi ra. Sao vậy? Ê, tôi nói không nghe nè. Bị Covid hả? Covid giờ ai sợ nữa mà Covid. Chứ giờ tôi tính tao ra là gì? Có một cái chuyện gọi là mình phải nói như thế nào để cho nó vô cái từ gọi là bi ta. Hả? Tôi hết tiền rồi. Cái đó nó cũng bi rồi đó nhưng mà nó không bằng. À, thôi bây giờ kệ nè, có ông có sợ Covid không? Sợ phải sợ. Rồi. Cái vụ gì á? Nói chung là cái gì ông cũng nói thì nó như vô cái tôi nói cái rập cái ông có hiểu vấn đề gì xảy ra đúng không? Đúng rồi. Ví dụ như tôi đặng thí dụ thôi. Ví dụ tôi nói con đó nó có bầu. Ông đã biết con nào có bầu. Đúng không? Ờ. Tại sao nó có bầu? Sao không biết được? Ờ. Đúng không? Vậy cái chuyện này để tôi kể cho ông nghe là cái con bé hàng xóm. Bé hàng xóm. À. Đó. Nó là một học sinh giỏi của cái trường gọi là trường tỉnh đó nha, chứ không phải là trường huyện đâu, gọi là trường tỉnh á. Là nó đi học, quá trình đi học là gọi là đi học xong là đi về bắt đầu uống nước với bạn bè. Mà nó vô quán đó là quán gì? Trà sữa á, tổ tiên nó là trà sữa. Đó nó vô nó kêu một ly trà sữa xong. Nó uống với bạn bè nó. Uống xong cái là nó gọi là học sinh mà là đứa nào mạnh nó trả tiền. Trả tiền xong cái quá trình nó trả tiền nó thiếu đi. Nó thiếu hình như 2-3 ngàn gì đó, nó mượn con bạn kế bên. Đó. Cái gì mà thì nó ông nghe cốt truyện nó làm gì. Anh cứ nói đi, nói đi. Bắt đầu trả tiền xong xuôi hết đi nữa. Quá trình nó đi về nhà nó. Biết gì không? Chuyện bi thương bắt đầu là từ khúc này nè. Gặp ông chú đó, ổng uống rượu ở ông hàng xóm á. Thấy cái mặt ông bi với ta. Có nghĩa là ông uống rượu nhiều quá đi, ông xỉn. Ông đi ra đường mà chạy kiểu mà mất nó mở tông con bé này sao tông cái tự nhiên con bé này nó té xuống đường đi. Nghe nó là bị đập đầu kiểu là gần tới nhà là không đổ nó bảo hiểm á. Đập đầu xuống đất chấn thương sọ não rồi chuyển lên tới bệnh viện huyện mình nè. Rồi huyện mình chuyển tỉnh. Tỉnh rồi chuyển lên chi phối đó. Rồi cái bác sĩ thua đem về. Nó về rồi sao thì con bé nó bị chết đi. Chết mới mười mấy. Không, nghe nói là qua năm là bắt đầu là đi đại học là 18 tuổi đúng không? Mà có cái biết không? Nhà tôi bây giờ hiện tại là có con nhỏ nè. Vợ tôi đang là bị bệnh gì đó. Sốt siêu vi á. Có lại đi mấy mổ gì không biết mà. Thành thử là tôi không dám qua. Đám ma mà. Đám ma sao dám qua được? Đám ma người ta kiên người bệnh, người bầu, người chó cắn thôi chứ đâu phải kiên anh không biết cái gì đâu mà anh chuyển. Tôi nghĩ là tôi đi về lay cho người nhà, hiểu không? Cái hơi nghe nói là cái gì cái hơi gì người nhà người bệnh người chết á. Hơi người chết. Người chết nó sẽ xâm vô người mình bắt đầu mình đem về mình lay cho người nhà mình hoặc là lay cho người bệnh hoặc người mới mổ đó. Không giỡn đâu. Bởi anh thử là tôi đứng thì xa tôi nhìn không đâu có dám ghé mà thắp miếng nhang hoặc xa nhìn mà rưng rưng giọt nước mắt đúng không? Không phải, kiểu mình đồng cảm thôi chứ không phải vấn đề đó. Bây giờ nói chung ta kêu là có thờ có kiên có thiên có lành đúng không? Đúng. Ông bà xưa đã nói rồi. Ừ. Chó cắn, bệnh tật, ốm đau, ung thư, mổ, mới bệnh dậy, mới sinh dậy, người mang bầu không được đi qua chỗ đám ma. Ông bà đã nói như vậy rồi thì cứ nghe theo lời ông bà đi, đừng có cố tình cãi lời ông bà mà chứng minh làm cái gì. Nhưng mà không đi người ta không đã được. Chứng minh cả ngàn đời rồi, người ta mới đúc kết ra cái kinh nghiệm như vậy. Chúng ta đã học theo ông bà thì chúng ta cứ làm như vậy, đừng nên cố gắng chứng minh để rước họa vào thân. Mà không đi không được. Anh đâu có bị gì đâu thì anh cứ đi bình thường chứ có cái gì đâu. Đi nhưng mà về lây cho người sợ nhà hơi. Sao? Thì có nhiều người á thì nói cũng đừng có buồn. Đám ma thì ai mà chả buồn. Nhưng mà những người ta đi thăm đám ma á, ta cũng sợ là có hơi đám ma. Ta đi về nhà ta cũng sợ cái hơi đám ma nó về nhà. Số người đi đám ma về người ta sẽ đi qua lửa. Như là đốt lửa lên chạy qua lại gì? Bước qua thôi, đó là sự thật. Có nhiều người ta hay làm vậy để loại bỏ cái hơi đám ma. Nó không về nhà lỡ có người đau người ốm ta lại hít vô thay bệnh người ta nữa. Đó là sự thật là như vậy rồi. Thông thường á là tại vì thường thường là những người mà nhà có con nhỏ mà đang trong quá trình sanh nở đúng không? Gọi là mới á. Đúng rồi. Người ta hay đốt cái đống củi nhúng á. Đúng rồi, đó kiêng kỵ luôn á. Đầu đường á. Ừ. Đó nhưng mà chẳng lẽ bây giờ trời mưa vậy đốt thần. Bây giờ em có một cách rất hay. Có một ngày nào đó lỡ đi viếng đám ma người ta sợ hơi đám ma mang về nhà mình. Thì ngoài xông lửa đốt lửa nhảy đi qua đó thì mọi người cũng biết rồi. Nhưng có cái rất hay. Có một loại lá ngay chính nhà anh luôn, nó khử hơi đám ma rất là hay. Ví dụ như anh đi ra nghĩa địa, anh thắp nhang, anh đi ra nghĩa địa anh làm mộ, anh nên mang cái lá theo. Ngoài nghĩa địa là toàn là xác chết người chết không, cái hơi thật nặng cái nào thì người cũ và người mới nữa. Đúng rồi, đúng mình nói cái kiểu tâm linh một xíu là xua đuổi tà khí. Đám ma hả?
gì không phải là mai. Trước khi anh đi đám ma, trước khi anh ra ngoài nghĩa địa, nghĩa trang, anh làm mộ hoặc là anh tiếp xúc với người chết để tránh tà khí. Nói từ tâm linh là tà khí thôi, để tránh cái hơi của người chết nó quanh trong người. Thì anh lấy một cái lá mãng cầu, anh vo và anh nhét vô túi. Nhà anh có lá mãng cầu không? Có đầy. Anh bước lá thử cho mọi người coi. Đây làm thử cho coi luôn. Đây là lá mãng cầu na. Anh bước một số lá vô đi. Rồi vô đây em thiết kế cho. Bẻ nhánh luôn đi. Bẻ đi, nhà anh mà. Rồi ok. Nhớ đây mãng cầu na nha. Đây trái mãng cầu na nha. Mọi người nhớ nha. Trước khi anh đi ra viếng đám ma, nếu mà anh sợ hơi đám ma về nhà, sợ vợ con anh rồi tạc khí á, rồi sợ vợ con anh bị bệnh, người ốm bệnh, thì anh bứt tầm vài lá, vài lá đúng không, bứt vài lá thôi đó. Ok anh sẽ vò vài lá hả? Đúng rồi. Mùi hôi dữ vậy. Nghe mùi lắm. Ông để không sao chứ ông vò người ta kêu hôi. Đau đầu hít lá mang cầu đúng không? Thế cái dằn từ nó đại ông thần nghĩ trong sao? Sách mẹo nó ghi vậy biết đâu. Rồi sau sau khi anh vò anh sẽ nhét vô trong túi. Đúng rồi, anh nhét trong túi. Rồi anh khóa lại. Rồi anh sẽ đi viếng đám ma. Sau khi anh viếng xong, anh đi xa xa một đoạn, rồi là nửa anh canh nửa nhà người ta và nửa nhà anh đó. Nha. Đừng có dục trước ở nhà người ta, đó là không được. Kiên kệ nhà, đừng bao giờ dục trước ở nhà ta. Nửa nhà ta và nửa nhà anh lấy ra anh dục ngay chỗ đó. Thì nó hơi xa xa thì ai mà canh nó giữa được trời. Dục đi, dục cho con chó được không? Anh sẽ dục ai dục. Rồi không, rồi xong anh lại đi về nhà. Mà tiền đó phải nhớ dục đúng không? Đúng rồi, phải nhớ dục. Đem về nhà cũng như không cái gì đó. Đúng rồi, đi vô nhà bình thường. Vậy là xong á hả? Ừ. Thì không ông thần. Em nói thiệt mà. Này là mẹ của ông bà xưa hả? Ông bà xưa ta làm vậy đó. Đủ mới được á, vậy. Có nhiều người ta kỹ ta mang bọc củ tỏi trong người. Có nhiều người ta đi về nhà ta hay đốt lửa ta xong, có nhiều cách, có rất là nhiều cách nhân gian. Có nhiều người có cách khác. Anh thấy anh đọc bình luận có nhiều người ta hướng dẫn anh nhiều cách hơn nữa. Còn một cách rất là hay có nhiều người làm nè. Sao không? Sau khi người ta dự đám ma, đi viếng đám ma hay đưa đám ma, người ta đi xong rồi, xong một cái câu chuyện của người ta rồi đó, người ta sẽ không đi về nhà, là người ta sẽ ghé vô trong một cái tiệm nước nào đó, người ta ngồi, người ta uống một ly nước, và người ta sẽ lấy một tờ tiền, người ta đưa cho chủ quán, rồi là trả tiền cho chủ quán đó, rồi người ta mới đi về nhà lại. Nghĩa là mình lấy cái đó cho người khác á. Đúng rồi. Ok. Đó nha, anh chia sẻ mọi người nha. Mấy anh em nào viếng đám ma hay thăm đám ma, anh em sợ mấy anh em có thể tìm video này mấy em coi. Rồi ok. Ok. Chúc anh em xem video vẻ nhớ đăng ký bật chuông.